cả 10 cục vàng, ta chỉ có một cái giá trị hơn vàng thôi con. Sao sáng giờ chỉ có chim bồ câu, chim sẻ, chim cút mà chưa thấy con chim chó đó tới ăn khế vậy ta? Không lẽ thằng em mình nó lừa mình? Chim ơi, chim ơi, thế đi chim ơi, cứ mãi chim ơi. Ê, ê, ở đây nè chim ơi. Chim ơi, chim ơi, khuyên mãi, ăn một trái khế, trúng 10 cục vàng. Trúng 10 cục vàng. Ăn đi chim, ăn đi chim. Ăn nhiều vô chim. Chua quá. Ta đang khế được 5 phút, bây giờ ta sẽ lấy vàng thôi. Vàng của ta đâu gia chủ? Vàng cái đầu mày á, tao gõ cho cái đầu mày chứ vàng. Mày không đọc cái bản hả? Ăn một trái khế, trả 10 cục vàng. Vàng tao đâu? Hồi nãy tao nghe ngươi nói là ăn khế trúng vàng ta mới ăn cho giữ vô chứ bộ. Vàng tao đâu? Thì đúng là như vậy. Nhưng mà ý tao nói là con người ăn khế trúng vàng, còn mày là chim sao trúng được? Tao thấy mày ăn nãy giờ 20 trái rồi. 20 trái nhân lên là 200 cục vàng. Vàng tao đâu? Ôi là chàng, ta tưởng khế khuyến mãi chúng vàng tao mới ăn, chứ vàng đâu có để mà đền cho nhà ngươi. Tao đâu có biết gì đâu. Mày đính lật lọng hả mày? Thằng em tao nó nói tao là mày hứa ăn khế trả vàng mà. Trời ơi, tao nghe cái này nó quen quen sao đó. Hình như trong chuyện đúng không? Ok, mày nghe như vậy là mày sai nữa rồi. Nhà ngươi rất là sai luôn. Đây nè, chuyện nè, đọc cho kỹ đi. Trong câu chuyện đó, thằng em của nhà ngươi gặp một con chim khác chứ không phải là ta. Hồi sáng tao có gặp con chim đó trên Facebook nè. Nhưng mà tao thấy nó xấu, tao không có kết bạn. Đây nè, trong đây có ghi con chim phượng hoàng bay tới, mổ lia lịa cây khế. Mày ăn rõ ràng rồi mày nói. Ngươi thật sự ngu dốt. Tao có giống con chim phượng hoàng không? Mày nhìn kỹ đi, tao có giống con chim phượng hoàng không? Có con phượng hoàng nào mà nó te tua như tao không? Tao xin tự giới thiệu với nhà ngươi, ta là đều. Ta là đều. Họ chim gọi là chim đều. Mày nói tao mới để ý. Nhìn mày mà giống phượng hoàng cái gì? Sao quá đen thui như con quạ. Ê, dù sao ta cũng có tự ái của một loài chim đó nha. Ok, giờ muốn làm sao? Lỡ ăn đó, rồi muốn làm sao? Muốn làm sao? Gì vậy? Để làm gì ta vậy? Mọi người ơi, mọi người ơi, mọi người nhìn cho kỹ nha. Đây là một con chim điêu ngoa. Nó ăn xong rồi nó muốn quịch vàng của người ta nè. Mọi người ơi, nè bằng chứng nè. Ăn một quả khế trả 10 cục vàng mà nó không trả, nó nói nhiều với tôi nè mọi người ơi. Đây là con chim tử hán đại trương phu mà ăn khế quịch vàng nè. Cho dân mạng biết cái mặt của mày nha chim. Thôi chết rồi. Cái kiểu này thì nó biết nó đồn cho Dương Quá, xong Dương Quá đồn cho cô. Nguyên cổ mộ biết hết trơn. Xu luôn. Thôi được rồi, ta nói cho nhà ngươi biết gì nè. Ta không có vàng nhưng mà có thứ quý giá hơn vàng, nhà ngươi có lấy không? Xạo ngôn. Đúng là cái loài chim cái mỏ đi trước. Trên đời này có cái thứ gì mà quý giá hơn vàng? Nói. Trời ơi, bởi vì ta đã nói với nhà ngươi rồi, nhà ngươi không có đọc kỹ chuyện. Trong chuyện đó là em nhà ngươi nói với con Phụng Hoàng làm như thế nào. Chim ăn nhưng hãy trả lại vật gì có giá trị, chứ không hẳn là vàng. Con chim nó rất là biết điều cho nên mới trả lại cho em nhà ngươi cục vàng. Chứ ta muốn trả cái gì trả ngươi cũng phải hốt, ok? Đúng chưa? Cho nên bây giờ ta chỉ có một cái
giá trị hơn vàng, ngươi có muốn lấy hay không? Ê, đừng có nói với ta là mày ăn khế xong rồi mày kêu tao lấy mày nha. Nhà ngươi điên rồi. Mày nghĩ sao mà tao lấy mày? Mày chơi chim được không? Nếu mà tao có giá hơn vàng đó thì mắc cái gì tao phải ăn khế khuyến mãi vàng của nhà ngươi, đúng không? Tao bản thân tao ăn cũng được vậy, đúng không? Thôi được rồi, nể tình nhà ngươi là con chim khác, ta sẽ đi theo ngươi. Đợi tao một chút, ta sẽ vô trong lấy cái túi 12 gan. Ê cái thằng kia, mày có bị điên không? Thằng không có tri thức. Không cần túi. Mày có tin tao quăng mày xuống biển không? Tao không hiểu tại sao giới trẻ bây giờ không suy nghĩ gì hết trơn á. Suy nghĩ rất là nông cạn và không đọc truyện kỹ. Đi không? Lẹ. À, thôi thôi đi đi đi. Lại đi, mày nói nhiều quá. Ây da, trời ơi, trong cái đuôi mày đau vậy? 3 days later. Mày chạy từ từ thôi. Chóng mặt quá. Ôi. Trời ơi, mày chở tao đi đâu vô cái hang gián que vậy chim điêu? Tao nhớ một chuyện là mày chở tao ra đảo mà. Kính thưa quý khách, quý khách đã hạ cánh an toàn với chuyến bay của hãng hàng không Jindalo Airlines tại sân bay Cổ Mộ. Nơi đây là nơi cô Long và Dương Quá được gặp nhau và luyện ngọc nữ tâm kinh rất là nổi tiếng trong truyền thuyết. Cái gì mà Cổ Mộ? Đúng rồi. Rồi cô Long, rồi Dương Quá nữa. Ta đọc tiểu thuyết Kim Dung đã lâu, nay mới có dịp được gặp cô Dung. À quên, cô Long ở ngoài. Nhan sắc của cô đúng là hủ len à. Điêu Điêu à, sao người đem cái tên cục súc này tới Cổ Mộ vậy hả? Bộ người quên luật lệ của Cổ Mộ là không được đem nam nhân vào hay sao? Ủa, vậy ông là bóng kính hả? Hùng quá. Hùng quá. Ta là được cô đặt cách, đúng không cô? Điều vậy là sao? Thì số là em đang ở Việt Nam chơi, cái lỡ lặn vô cái giường của ông này, lỡ mỏ quốc về chơi khế, ông đòi phải trả bằng mấy cục vàng á. Em làm gì có vàng đâu trả, mà thời buổi giờ ai quê mùa trước vàng nữa. Tất cả các anh hùng võ lâm đồng đạo bây giờ đã ồ ạt bán vàng và trữ bitcoin rồi, đúng không nè? Quê mùa dễ sợ. Đúng vậy, nơi đây cũng là xưởng đào bitcoin bậc nhất võ lâm thiên hạ. Với hàng băng thạch của tổ sư bà, chi phí máy lạnh làm mát server có thể gọi là bằng không. Sản lượng đào cực kỳ ổn định. Không lẽ mình lạc hậu vậy sao ta? Không thể tính được. Không lẽ bây giờ bitcoin có thể sánh ngang với vàng hả? Điều đó không có gì lạ cả. Bitcoin có được như ngày hôm nay, tất cả là do tổ sư Hoàng Thường đã để lại trong Cửu Âm Chân Kinh. Mà cả thiên hạ này ai cũng muốn có được nó. Ai ai trong thiên hạ cũng xem nó như là một vật lưu trữ có giá trị. Ngươi nhìn cái biểu đồ này đi, rồi tự hiểu bitcoin và vàng thứ nào đáng để đầu tư hơn. 10 năm nay vàng chỉ tăng giá có 86%, trong khi bitcoin tới nay đã tăng tới 26.970.000%. Có cái gì đầu tư mà lãi tới như vậy không chứ hả? Nhưng mà có nhiều kẻ nói bitcoin chỉ là thứ hư ảo, không có gì đảm bảo hết, rồi lỡ một ngày nó bốc hơi luôn thì sao? Vậy ta hỏi ngươi, ngân phiếu trong triều đình được đảm bảo bởi cái gì? Tất cả là do lòng tin của người mà thôi. Lòng tin tạo nên giá trị, cũng giống như ngươi đặt niềm tin vô những thỏi vàng kim loại kia thôi. Khi thiên hạ tin tưởng vào nhu cầu chuyển tiền phi tập trung, thì khi đó bitcoin còn có giá trị. Những cái tin lá cải đó lúc nào cũng được tung ra để mấy tên tiểu tử chân yếu tay mềm bán tháo bitcoin vào tay lũ cá mập lương lẹo. Vậy còn chuyện triều đình nhiều lần công bố cấm bitcoin thì sao? Ta và cô ở trong Cổ Mộ này biết bao nhiêu lâu nay, biết bao lần chứng kiến triều đình ra lệnh cấm, nhưng cuối cùng kết quả thì lại đâu vào đấy. Bitcoin lại đạt được những giá trị kỷ lục mới, các quỹ đầu tư thì ào ạt mua vào. Tôi nghe thấy có vô lý không hả? Từ lúc ta và Dương Quá đào bitcoin tới giờ,
ba cái lũ tiểu tử kia đã tung tin đồn 408 lần Bitcoin sẽ chết. Nhưng ngươi nghĩ coi, có ai mà chết đi sống lại 408 lần đâu. Chẳng những Bitcoin không chết, mà còn kéo theo cả một thị trường altcoin đầy sôi động. Đoàn Dự, tuổi trẻ tài cao với Lăng Ba Di Bộ cũng đã có ETH, chiếm thị phần lớn đứng thứ nhì chỉ sau Bitcoin. Tiêu Phong với Giáng Long Thập Bát Trưởng, Quynh Đảo Quỳnh Hùng tại Tụ Hiền Trang thì cũng đã có token BNB. Tiêu Diễn Sơn thì có Ripple XRP. Hư Trúc sau khi lĩnh hội được hàng băng trưởng thì cũng đã tạo ra Tether Stablecoin, được cả thiên hạ tin dùng như đồng đô la điện tử. Trương Tam Phong nổi danh với Thái Cực Thần Công thì cũng có Cardano. Hồng Thất Công đứng đầu cái bàn với Đã Cổ Bổng Pháp thì cũng đã có Dogecoin. Dương Trùng Dương thì có Polkadot. Chu Bá Thông thì lại có Litecoin. Đông Phương Bất Bại sau khi luyện thành Quỳnh Hoa Bảo Điển thì cũng xưng hùng xưng bá với Uniswap. Cả thiên hạ biết bao nhiêu cao thủ võ lâm manh nha phát hành token. Vũ trụ crypto thật là rộng lớn. Giờ ngươi đã thấy được sức mạnh và giá trị của tiền điện tử chưa hả? Còn nữa nha, Bitcoin thì nhẹ tựa lông hồng vàng siêu nặng nha cưng. Ngươi có tưởng tượng xem 200 thỏi vàng và cái mạng của nhà ngươi có bay qua khỏi biển Đông hay không? Hay là nó phải rớt xuống cái dèo mất mạng? Vàng thì có đó, mà mạng đi mất tiêu rồi. Ngươi thật sự ngu ngốc, biết chưa? Lêu lêu. Xin đa tạ hai vị cao nhân và chim đêu. Ta là chim đêu, không phải chim điêu. À, chim đêu. Ừ. Ngày hôm nay tại hạ đã được thông não rồi, xin cho tại hạ ở lại đây để học bí kíp đào Bitcoin. Cô Long. Kể từ đó không ai còn thấy người anh trai trở về nữa. Chào mọi người. Nếu có một định nghĩa đơn giản nhất về Bitcoin thì đó chính là vàng điện tử. Các bạn có nghĩ giống mình không? Hãy comment suy nghĩ của bạn dưới video này nhé. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ bà xem clip. Video này được thực hiện và tài trợ bởi Dreamitino. Nếu mọi người thấy thích thì hãy nhấn like và subscribe kênh nhé. Bye bye, bye.